Được chưa? Bắt đầu chưa? Rồi. Nhật Hoàng và chính quyền nghiệp sư xin được kính chào quý vị. Hôm nay thì Nhật Hoàng và chúng tôi đã kết hợp để có một cái chương trình về Đức Mẹ và Chúa để coi như là phục vụ bà con, mong rằng với thành tâm thiện ý của hai anh em chúng tôi được quý vị ủng hộ. Và để mở đầu chương trình thì chúng tôi có những cái bài đọc tấu về Đức Mẹ, sau đó thì về Chúa. Thank you.
Và kính thưa quý vị, như thưa anh em, thì sự kết hợp này thì nó cũng có cái giờ phút chúng ta phải chia tay. Hẹn quý vị lại đến mùa vọng, chúng tôi sẽ thực hiện chương trình Noel để phục vụ quý vị. Mong rằng với cái sự cố gắng của chúng tôi cũng được quý vị vui lòng. Mặc dù cái tài nghệ nó không có được cao xa lắm, nhưng mà thôi thì mình phục vụ thế cũng là đủ rồi. Tôi xin cảm ơn.